Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, giảng sư, kính thưa đại chúng. Trước khi vào buổi thăm hỏi tối hôm nay, chúng con kính thỉnh Hòa thượng và đại chúng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô sư đạo hiệu Thích Minh Hiếu, kính thưa đại chúng, tối hôm nay là thứ bảy ngày 9 tây tháng 12 2023, là ngày 27 tháng 10 âm lịch Quý Mão Phật lịch 2567. Trước mặt đây là Hòa thượng giảng sư Thích Minh Hiếu. Ở trong này ai chưa biết Hòa thượng? Ai gần lần đầu tiên nghe Hòa thượng thuyết giảng lên tay lên nữa. Đứa cao đứa thấp thấp đâu thấy đâu. Như vậy cũng khá đông. Tức là nhóm Hòa thượng ở trong này đến từ tiểu bang Tasmania. Hòa thượng thì chưa bao giờ tới tiểu bang này. Cho nên lần đầu tiên tiếp xúc với Hòa thượng giảng sư. Hòa thượng giảng sư ở đây là từ năm 1997. Hiện bây giờ đó, Hòa thượng có trên 1.000 văn giảng. Trên 1.000 văn giảng là được xem là một vị giảng sư nổi tiếng nhất của Phật giáo Úc. Hòa thượng, thầy đã hay nói đùa, Hòa thượng là người đến sau nhưng mà về trước. Đến sau là về trước là bởi vì sao? Hòa thượng tới Úc năm 97, mà tính cho tới 2023 này Hòa thượng có 4 ngôi thiền viện. Thiền viện đầu tiên Hòa thượng xây dựng là tại Sydney, Thiền viện Minh Quang tại Kennewell, Sydney. Thiền viện thứ hai là Thiền viện Minh Quang ở trên Perth, Tây Úc. Thiền viện thứ ba là Thiền viện Minh Quang ở Adelaide, Nam Úc. Và Thiền viện thứ tư là Ni viện Minh Quang tại tiểu bang Queensland. Hòa thượng là phương trưởng khai sơn 4 cái Thiền viện Minh Quang này. Xin cúng dường Hòa thượng một tràng hoan hô. Công đức hoàng dương chánh pháp của Hòa thượng đem pháp màu để mà cứu khổ độ sanh, pháp âm của Hòa thượng ban rã khắp nơi, giúp cho mọi người tìm đến bên bờ an vui và giải thoát. Tối hôm nay chúng con rất là hoan hỷ Hòa thượng nhận lời để mà thuyết giảng tối hôm nay cho đại chúng nhân dịp của ngài về dự lễ tang lễ tưởng niệm ông Thế Sĩ. Đó là một vị thầy ân sư khả kính của nhiều thế hệ tăng ni, mà trong đó có Hòa thượng cũng là học trò của sư phụ Thế Sĩ, học trò qua sách vở, học trò qua những lời dạy của ngài, mà tối hôm nay Hòa thượng sẽ gửi đến đại chúng đề tài là trở về. Chốt về là Hòa thượng sẽ nói về cốt tỷ cái lời dạy và cái lời thác nguyện của Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ mà trưa nay chúng ta đã làm lễ xong. Cái bản nguyện của ngài Thệ Sĩ là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hai cái câu mà được ghi ở trên cái hình đây hai bên. Rời giảng đường này các vị nhớ cái bản nguyện này, và tối hôm nay Hòa thượng sẽ đào sâu vô cái bản nguyện này để cho đại chúng hiểu thêm về cái lời phát nguyện của Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Chúng con xin thay mặt hội chúng cảm niệm công ơn Hòa thượng đã quang lâm pháp tòa và sẽ ban lời thời pháp tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ni Phật. Xin được thứ nhất là xin được thân chào tất cả quý Phật tử hành giả cũng như là học viên của cái khóa hôn tu cuối năm 2023, và đặc biệt là xin được thành kính tri ân được gọi trụ trì tu viện Quảng Đức ở Melbourne, thường luôn luôn lúc nào cũng rất là ưu ái hay dành cho bản thân chúng tôi những cái sự giúp đỡ, đặc biệt là kể cả coi như là giới thiệu tô son thêm mấy cái nếp nhăn và tô son thêm mấy cái bụi mờ, bởi vì ngài rất là có rất là nhiều cái năng lực để là xoa dịu hết những cái mình gọi là khó coi và làm cho nó hoàn mỹ thêm. Cho nên khi nãy lên thì các vị nghe là ngay cả trong cái chánh điện nó đẹp thế này cũng yêu cầu các Phật tử phải ngồi, phải không? Phải học ngồi, phải ngồi thế nào. Thì dĩ nhiên đây là một yêu cầu rất khó và cũng không dễ dàng gì. Khi mà nó hoàn mỹ quá thì nó đòi hỏi mà hội chúng có một cái sự thực tập rất là lâu dài. Nhưng mà cái sự cầu toàn đó nó cũng nói là cho tính cách nữa, là cái chí hướng hay là cái lập trình của một cái vị họ có một mục tiêu, tức là cầu toàn cái bản thân mình mà cũng cầu toàn cho đại chúng. Thì đây là một cái phương pháp học tập rất là cao, và chúng tôi cũng mong rằng Thượng Tọa sẽ hoàn thành được cái tâm nguyện là kể cả bản thân mình cũng như là kể cả hội chúng của Quảng Đức luôn luôn được thành tựu trong tất cả các pháp học và pháp hành. Một lần nữa là cảm ơn Thượng Tọa đã cho chúng tôi một lời giới thiệu hơi nhiều. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng làm tròn một cái phần trách nhiệm của một cái người học trò đệ tử của các vị tổ, các vị thầy, các vị ân sư, và đặc biệt là mục tiêu là đền ơn Tam Bảo cũng như là đền ơn cho Đàn Na Thí Chủ. Và đó là trách nhiệm của những người sư giả Như Lai. Chắc chắn là trong cái duyên thì chúng ta có những người chưa có từng nghe chúng tôi nói chuyện, và cũng có một số các vị thì nghe rất là nhiều. Dĩ nhiên là mỗi một vị giảng sư hay một vị pháp sư thì có một cái khía cạnh nào đó, để nghĩa là một cái chuyên môn, có một cái năng lực nào đó để có thể chuyên trở được cái giáo lý của Phật Đà đến với các Phật tử một cách được gọi là dễ hiểu hay gọi là thẩm thấu, và nó lợi ích cho các Phật tử tu hành. Bản thân chúng tôi thì thật ra nói rằng khi giảng thì rất là mộc mạc, rất là đơn giản, nhưng mà sẽ muốn chia sẻ các vị rằng một phần nào đó cái sự trải nghiệm của mình với lại qua cái quá trình mình ở chùa học Phật, và coi như là 60 năm ở chùa thì chúng tôi cũng được gọi là cho mình ăn tương trao tới mòn nữa, nhưng mà có cái là mình chưa được cái gì nhiều, cho nên vì vậy rất là ước ao làm các cái công đức, các cái tích tụ các công đức như là xây chùa hoặc là thắp miếu hoặc là thuyết giảng để đền trả nghĩa nhân sinh hay là đền ơn của Đại Na Thí Chủ. Trong cái chủ đề hôm nay, như Thượng Tọa trụ trì Quảng Đức đã có giới thiệu, tức là chúng tôi muốn chia sẻ các vị cái tựa đề là chốn về. Thật ra cái từ chốn về này thì nó cũng rất là dễ hiểu, rất là gần gũi, nhưng mà chúng tôi muốn nhìn qua một cái lăng kính, qua cái dịp mà đại lễ chúng ta đã tưởng niệm một cái bậc cao tăng, có một cách khác là một bậc trong Phật học gọi là thiền môn thạch trụ, một cái cột vĩ đại, một cột lớn để chống đỡ cái ngôi Già Lam, hay gọi là những bậc long tượng của chánh pháp, tức là những bậc nữa là
làm sáng rỡ và coi như là khai mở cho cái giáo lý Phật Đà. Cái hình ảnh mà chúng ta đã dự trong buổi sáng hôm nay cũng như cho đến bây giờ chắc chắn sẽ tồn động lại cho các vị nhiều cái ấn tượng sâu xa về cũng là một con người cũng giống như chúng ta, tức là tất cả mọi người, tất cả chúng sinh đi vào thế giới này đều chung một dòng chảy, tức là chúng ta thọ sáu căn và chúng ta tiếp xúc với sáu trần và tạo ra nữa là một thế giới gọi là 18 giới, tức là chúng ta có sáu thức. Và không phải riêng chúng ta mà tất cả thế giới của vật chất đều được tạo giống như vậy hết. Và không phải là những con người chúng ta mà cho đến những cái chúng sanh là súc sanh và cho những nữa là con vật rất là nhỏ nó cũng được tạo lập giống như vậy, bình đẳng, cho nên mới gọi là chúng sanh. Chúng sanh là vậy, tức là chung sống trong một cái địa cầu hoặc trong một cái hệ kiếp mà trong đó được tạo thành bởi gì, bởi sáu căn sáu trần và qua cái tiếp xúc đó tạo thành sáu thức. Tuy nhiên do cái gọi là tiền nghiệp của mình, tức là cái duyên nghiệp phía trước, kiếp trước của mình, nó sẽ đưa chúng ta vào một cái môi trường nào đó, đưa vào chúng ta một cái hoàn cảnh nào đó và đưa chúng ta vào một cái vị trí nào đó, một đất nước nào đó, một quốc gia nào đó, để rồi chúng ta có một cái nghiệp khác nhau. Và khi chúng ta có một cái nghiệp khác nhau thì những cái cảm thụ, những cái xúc tác, những cái tư tưởng, những cái học hỏi, những cái tiến hóa văn hóa chúng ta khác nhau. Và đặc biệt giống như là chúng ta thấy rằng ông Tuệ Sĩ là đã được sinh ra ở một cái đất nước xứ Chùa Tháp, tức là xứ Lào, nhưng mà cái dòng sinh mệnh được sinh ra đó thì được là cha mẹ thì lại ở cái vùng mình gọi là Khe Sanh Cam Lộ, tức là Quảng Trị đó. Và chúng ta đi lên trên đó gọi là Nam Tiến, gọi là đường 9 năm Lào, siêu chiến tranh rất là nổi tiếng. Và ông hạ sinh ở đó, nhưng mà cái sứ mạng và cái gọi là cái bằng cái tiền định hay là mình gọi là cái sự phát nguyện thì của ông chắc chắn sẽ là ở Việt Nam, cống hiến cho Việt Nam và qua con đường của đạo Phật trí tuệ. Nên chúng ta đã nghe lịch sử rồi, bây giờ chúng tôi không có nhắc lại điều đó. Chúng tôi muốn thưa với các vị là cái từ chốn về này nó hiểu được nhiều cách lắm. Bởi vì thật ra thì nếu mà nói về một cái mặt triết học xa xôi và nhiều người muốn tìm hiểu thì đầu tiên thật ra chúng ta phải hỏi rằng chúng ta từ đâu đến, chúng ta đến đây để làm gì, rồi chúng ta sẽ về đâu. Đây là một câu hỏi nữa là được gọi là từ muôn thở, và nói ai đó để giải thích một cách rất là tường tận hoặc cho đúng thì luôn luôn vẫn là những cái ưu tư thắc mắc. Và nói nôm na là tất cả mọi Phật tử có mặt ở đây, mỗi người không cần nói tới quá khứ, tức là ta tự đến, rồi ngay cả không nói đến ta đây làm gì, và cuối cùng mình cũng sẽ có một cái suy nghĩ rằng rồi mai mốt mình sẽ về đâu. Cho nên cái khóa vương tu tịnh độ hoặc là vương tu tam nghiệp niệm Phật A Di Đà, mục đích để làm gì? Chúng ta trang bị tư lương, chúng ta chuẩn bị những hành trang, chúng ta góp nhặt được những cái được gọi là tài sản về tệ giá, về niềm tin, để chúng ta chuẩn bị đến lúc nào đó chúng ta ra đi thì chúng ta sẽ có chỗ để về. Mà chỗ về đó là gì? Ở đâu? Tây Phương Cực Lạc hay là tịnh độ. Đó là cái hướng về của những hành giả đang đến và đang tu hay là đang tập trong những cái khóa tu mình gọi là cuối năm của tu viện Quảng Đức. Ví dụ huân tu nghĩa là chúng ta huân tập, tức là cứ góp thêm tài sản, có một đồng mình kiếm thêm hai đồng ba đồng vậy, cho nên mỗi lần mình niệm Phật nó tăng lên, tăng lên,
nên niềm tin mình nó tăng lên nó dày hơn. Thì như vậy là chúng ta để dành tư lương và chúng ta tịnh hóa được thân tâm, thì đến một lúc nào đó khi chúng ta ra đi thì chúng ta sẽ không có bị nghĩa là ngẩn ngơ biết mình đi về đâu. Và đặc biệt là cũng như các vị trong chúng ta và bản thân chúng tôi cũng vậy, trong chúng ta có những hạt giống được gọi là cho bằng cô hồn lãng tử. Mỗi lần mình thấy trong chùa những đại lễ cái mấy thầy hay tổ chức, nhất là thánh thành thì kia tổ chức cái lễ gọi là trai đàn dẫn tế, trong đó cúng nữa là cô hồn bạc độ, và tháng 7 thì cũng hay cúng cô hồn. Thì cô hồn tức là những cái linh hồn, những cái mình gọi là những cái linh thức mà nó là lang thang không có chỗ về, và nó lạc loài, nó không biết, nó không có phương hướng, rất là tội nghiệp. Và đôi khi ở trong một cái giữa biển trần mênh mang, nó rất là cái bằng cô đơn cô quạnh, không có ai cúng, không có ai, không có chỗ nương tựa, không có trốn về. Và nếu bây giờ chúng ta trong hiện thực ấy, thì các vị thấy rằng sao có tu này vào chiều mai các vị có trốn về không? Chắc chắn ai có địa chỉ, nếu không biết lái xe cũng có người tới đón. Sẽ về cái gì? Cuối cùng mình nói rằng đi đâu ở đâu cũng bằng về cái nhà mình ấy. Cho bằng kể cả có nhiều ở bên Tàu, khi mà chúng tôi học bên Tàu, bên Đài Loan, người ta nói rằng đó là kim, tức là cái tòa nhà bằng vàng, tòa nhà bằng bạc cũng bằng ổ chó của mình. Ổ chó ở nhà mình vừa là ổ chó thì nó vẫn thích hơn, nó vẫn tự tại, vẫn vui hơn, nó vẫn an lạc hơn. Cho nên nghĩa là mình có cố gắng cách mấy rồi cuối cùng mình cũng muốn nữa là chạy về lại cái gì, ổ chó của mình. Nhưng mà chắc chắn là các vị có nhiều ổ chó rất là sang trọng, tại vì nó mình chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên cái chốn về đó nó rất là bình thường. Và chúng ta có những cái chốn về mặt tinh thần, tức là được gọi là ý hướng, được gọi là chí nguyện, được gọi là hướng thú, tức là mình có một cái chỗ vui về tâm để mình có thể an trú, có thể về. Chẳng hạn có nhiều người nghĩa là thích nghĩa là trồng hoa, trồng kiển, rồi thích trồng bonsai, và nghĩa là cái mình vui với cái thú đó, và nghĩa là cái tâm tư mình nó đi về cái chỗ mà mình muốn làm rồi. Và có nhiều người thì thích nghe âm nhạc, có nhiều người thích nghe thơ, thì nghĩa là cái tâm tư mình nó hướng về đó, cũng là một dạng của chốn về. Và cũng có những người thích mà nghe tiếng lan can lan can, mà cái mình nghĩa là bỏ vô nghĩa là cái casino, cũng là một loại hướng về. Hướng về, bởi vì sao khi mình rảnh là mình cứ muốn về cái chỗ đó, thì nó gọi là một loại hướng về. Nhưng mà tất cả các hướng về của chúng ta, kể cả hướng về được gọi là tịnh độ, nó cũng đều là mang tính nữa là phàm phu, được gọi là cái bằng cá nhân. Trong khi đó cái hướng về mà chúng tôi muốn nói hôm nay qua cái tinh thần của một vị đại sĩ hay là một bậc long tượng, hướng về các ngài nó hoàn toàn khác hẳn chúng ta, khác hẳn chúng ta. Bởi vì cái hướng về của chúng ta đó là hướng về để được nghỉ ngơi, để được thỏa mãn, để được nghĩa là trốn khổ, tìm vui. Kể cả bây giờ mình muốn về tịnh độ, bởi vì mình đã rất là sợ cái giống ta bà này, mệt mỏi cuộc đời, cho nên mỗi lần mình lại Phật, con khổ lắm, con khổ, không ai biết cho con hết đấy. Cho nên nghĩa là tất cả những cái niềm nỗi khổ của chúng ta đó, chúng ta biết rằng chúng ta muốn trốn cái khổ này và tìm một cái phương khác, cho nên chúng ta mới chọn được một cái hướng nào về mà nó mang tính cao thượng hơn. Thì cái đó là chúng ta hướng về cái thiện pháp, hướng về tịnh độ, đó là một loại hướng về. Nhưng mà nó vẫn mang tính gì? Mang tính của, không phải là thế gian, mà nó mang tính là tiêu cực, nó mang tính nghĩa là cái bằng tự ngã, nó mang tính nghĩa là cái bằng chấp thủ. Bởi vì chúng ta sợ
sợ cái này thì chúng ta phải thích một cái khác. Và khi mà chúng ta thích một cái khác thì chúng ta lại không ưa một cái đối tượng là. Chẳng hạn bây giờ thế là mình thích lạnh thì mình ghét nó, nói vậy đó. Rồi mình thích nữa là thích vui thì mình không ưa buồn. Mà làm thế nào để mà cái tâm của mình mà không bị rơi vào chỗ đó thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu tìm được một ý thú khác, tức là một hướng về khác. Còn bây giờ hướng về chúng ta nó sẽ có sự trả giá. Giống như là nếu mà mình muốn hạnh phúc đó, thì mình phải luôn luôn học thuộc một câu là hạnh phúc lúc nào cũng đầu chiếc chứ muộn khổ đau. Hạnh phúc lúc nào cũng đầu chiếc muộn khổ đau. Cho nên hai cái đó nó không rời với nhau, nó được gọi là cái bằng tương tức với nhau, giống như một cái bàn tay của chúng ta vậy, nghĩa là biểu phải và trái nó không có rời nhau. Nếu mình nói rằng con chỉ muốn chọn phải thôi mà bỏ trái thì nó không có cái bàn tay nữa. Cũng vậy, hướng về chúng ta nó có một cái mang tính của từ ngã, của nghĩa là chấp thủ, không có buông bỏ được, thì chắc chắn chúng ta không đạt được điều chúng ta muốn. Tức là cứ hướng về chúng ta đó, nó có an lạc, có nó an ổn mấy, nó cũng mang tính giả tạm, lừa dối mà thôi. Và như vậy bây giờ hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái là hướng về. Và hướng về này tức là chúng ta có mục đích, chứ không phải là giống những cô hồn uổng tử, những cái hạt giống cô hồn uổng tử chúng ta nó không có xuất hiện bây giờ. Bởi vì chúng ta có một chỗ an trú, có một cái thời khóa, chúng ta về chùa 3 ngày, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu nguyện, hay là chúng ta đặt một niềm tin và chúng ta đã là để dành những tương lương. Thì lúc đó những cái hạt giống mình gọi là cái bằng cô hồn lãng tử chúng ta nó không có đi qua. Nó cứ ngồi cái này, nó nghĩ chỗ khác, nó lang thang, nó không biết rằng, ngay cả nó là không biết mình hôm nay mình sẽ làm gì, không biết hôm nay mình sẽ ăn gì chẳng hạn gì. Nó không có bị lang thang như vậy, tức là nó có một cái chí thú, có một hướng về. Thì thưa với các Phật tử, những nhà thơ rất nổi tiếng, trong đó có Vũ Hoàng Chương, trong bài thơ ông làm có 4 câu: lũ chúng ta, lũ chúng ta, tức là cái bằng nói con người đó, tức là cái bằng bạn bè hay là dân 3 đứa hay là dân 7 đứa bị quê hương ruồng rẫy rồi giống ngoại tinh, bể vô tận tức là nó một cái biển rộng lớn vậy đó, nó quá lớn lên, cho nên vì vậy không thể nào tìm được cái phương hướng cả. Và cuối cùng kết luận là thiền ơi thiền, theo gió hãy lên, không biết đi về đâu. Tức là một dạng của gì, của cô hồn. Khi mình đi vượt biên cũng vậy, có nhiều người đi vậy chứ mà thật ra thì không biết mình sẽ đi về đâu, bởi vì biển vô tận, mình không biết mình sẽ đi về đâu trơn. Chỉ cầu mai cầu trời, nghĩa là gió nó đi đúng hướng, nhất là những cái tài tà mà bị mất là bàn. Tâm sự của những thi sĩ đó cũng ở trong lúc đó là họ cũng đã bi quan, họ cũng đã ở trong tình trạng nữa là một dạng cô hồn, không biết chỗ về. Tức là chúng ta không có một cái niềm tin, chúng ta không có một cái định vị, chúng ta không có một lý tưởng. Có nghĩa là cho dù chúng ta có về nhà, chúng ta có một chỗ để về, một cái mình gọi là hoàn cảnh nào đó, nó cũng không có gìn giữ chúng ta lo. Thậm chí chúng ta về cái nhà chúng ta rồi thì chúng ta vẫn còn đang suy nghĩ sẽ làm gì, sẽ đi đâu, cho nên nó lại tiếp tục đi lang thang, gọi là cô hồn lãng tử. Một thiền sư có nói là vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, dục hướng gia liên hương vạn lý trình, lang thang làm khách phong trần, quê xa quê cha về ngày lại muôn lần cách xa. Tức là quê cha tức là cái quê hương mà cha hàng mình nói là quê hương tịnh độ, mỗi ngày nó càng xa, bởi vì giống như là mình nói rằng đứa con mà lạc nhà càng lúc càng xa. Và những người học Phật đó, thì chúng ta sẽ thuộc cái câu mà nguyện về của Phật, có một câu rất là thảm, rất là dễ thương, lần nữa là áo trầm có nở mặt vào, nợ trần có biết ngày nào cởi ra, cũng như đứa trẻ lìa nhà lạc loài càng bước càng xa xa vời.
Và ai cũng có mặt ở đời, ở cuộc đời là mình thấy là mình đã có nợ trần rồi. Hoàn cảnh, gia đình, mỗi người mỗi khác, cho dù sáu căn giống nhau, nhưng mà sinh ra có nhiều người là gia đình trí thức, gia đình trung cấp, gia đình nghĩa là nông dân, rồi có nhiều người đẹp, nhiều người xấu, nhiều người cao, nhiều người thấp. Tất cả đều chung một cái nghiệp duyên chúng ta sinh ra đây. Và bây giờ làm thế nào để chúng ta tạo một cái hướng về có mục đích, có chí thú mà qua cái hình ảnh của bậc tôn sư. Thì các vị thấy các ngài khác mình chỗ nào? Các ngài cũng có thân tứ đại, cũng sinh ra, cũng đôi mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng tiếng nói đó. Nhưng mà các ngài lại khác chúng ta. Là tại sao vậy? Tại vì cái hướng về của các ngài là không phải là để sở hữu, để trốn khổ tìm vui, để thỏa mãn, để tìm một chỗ được gọi là cái bằng nuôi dưỡng cái tự ngã của mình. Mà cái chỗ về của các ngài là được khởi lên bởi một cái đại nguyện của một cái đại bi tâm. Hay nói một cách khác là nếu các Phật tử là hành giả tu theo đạo Phật thì cái đầu tiên các Phật tử phải đặt ra một cái, mình gọi cái chỉ tiêu rất là quan trọng, đó gọi là lập thệ nguyện hay là phát đại nguyện. Nếu không có phát đại nguyện, không phát đại bi tâm, không có phát đại nguyện tâm, thì cho dù chúng ta có đến chùa, chúng ta có ở trong chùa, chúng ta có tu cái hàng trăm ngàn kiếp, nó vẫn là ở một chỗ mà không. Vì nó không có cái động lực để nó là thúc đẩy, để đưa chúng ta đến cái chỗ mà chúng ta muốn. Mà các vị biết là cái động lực, cái đại nguyện, cái hướng về của chẳng hạn như ngài Tuệ Sĩ, chẳng hạn như là các thiền sư, chẳng hạn là những bậc nữa là chứng thánh, thì đại nguyện các ngài là gì? Ở đây các Phật tử đi chùa nhiều, ai cũng sẽ buổi sáng mình sẽ có được trì tụng lăng nghiêm. Thì các vị biết rằng Anna có nguyện gì không? Đó, đúng rồi, giỏi, tức là thuộc bài đó. Coi như là có, không đến nỗi là bùi kiệm không. Tức là khi mà ngài nghĩa là đã được Đức Phật nghĩa là tuyên thuyết thần chú lăng nghiêm và ngài phát nguyện rằng ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, tức là cái cuộc đời này nó có ngũ trược ác thế, tức là cái vị là cái thế gian này nó rất là nhiều cái chuyện đó là mình gọi là khủng bố, bây giờ nó đâu có nhầm nhò gì. Kiếp trược hiện tại là mình thấy rằng khủng bố các nơi đánh từ mà các vị thấy rằng cái bằng Hamas mà chui dưới hầm giống như chuột vậy, 30-40 cây số ở dưới đó, rồi nghĩa là người Do Thái nghĩa là mỗi ngày mỗi đánh bom, mình thấy rằng nó giống như trong phim, hoặc là của Nga đánh với lại Ukraine. Và tất cả những cái thế giới đang nghèo khổ, đang đói khổ, thì những chỗ đó là nó thuộc gì, là kiếp trược. Trược tức là nó bất tịnh, đau khổ, nhớ nhớ, không có thanh tịnh, không có an lành. Và kiếp trược, chúng ta đang có mặt ở đây là kiếp trược, rồi kiến trược, những cái hiểu biết do những cái tư duy về tôn giáo, về tổ chức, về nghĩa là cái bằng mình gọi là chủ nghĩa, tạo thành sự đấu tranh. Khi họ chiến tranh, các vị chết biết bao nhiêu người mà chỉ lý do gì? Chỉ người này chấp nhận cái này và người kia khóc nhầm kia. Chấp nhận đường lối này, không chấp nhận đường lối khác. Chỉ hai từ nghĩa là cái bằng chủ nghĩa thôi. Quốc gia thôi, dân tộc thôi, cực đoan thôi, thì nó đã tạo thành cả một sự hỗn loạn khổ đau và tạo thành biết bao nhiêu việc ác. Điều đó nói lên điều gì? Nói rằng là cái thế giới mà chúng ta đang sống là nó đã là đầy đủ ngũ trược, mà từ kiếp trược, kiến trược, rồi phiền não trược, rồi chúng sanh rồi trược, rồi mạng trược, nói nhiều lắm sẽ không có thời giờ để giải thích giáo lý cho các vị. Nhưng mà ngài A Nan ngài phát nguyện như vậy, ngũ trược ác thế này thệ tiên nhập, con sẽ nghĩa là sẽ bước vào đầu tiên, không có sợ hãi. Và ngài Ôn tức là hòa thượng Tuệ Sĩ cũng vậy, ở trong tù hay là bị kêu án tử hình, hay là bị nghĩa là các vị biết là tuyệt thực đến nghĩa là chỉ còn một bộ xương, và điều đó để nói điều gì? Các vị đã có một cái hướng về,
Hướng về của các ngài không phải như là chỗ để đến, để được hưởng, để được an nghỉ, để được trốn khổ tìm vui, mà cái hướng về của các ngài là cái phần hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Tức là cái nguyện của ngài đó là cho dù nghĩa là hư không này có hết đi, có chấm dứt đi, hư không thì bao giờ mà các vị thấy là nó đến chỗ cuối cùng của hư không không? Không có, phải không? Cái nguyện nó lớn đến mức độ là không vô biên. Giống như là chúng ta phát tứ quần thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vô biên là không thể nào mà tính kể được, nhưng mà mình thệ nguyện độ thì cái đại nguyện nó sẽ được lập cước, tức là phát từ chỗ này là chốn về của chúng ta. Thì từ cái chốn về này cũng giống như bài sám hối của các vị. Sám hối các vị sẽ nhớ mãi một cái phút đầu tiên trước khi chúng ta lại hồng danh, đó là gì? Ngã kim, tức là hôm nay chúng con phát tâm chẳng vị cầu pháp, chẳng vị cầu cái gì? Không phải chúng con cầu được sinh lên cõi trời, được làm tiên nữ, được đẹp, được hưởng phước báo ở cõi nhân thiên, thinh văn duyên giác, tức là làm duyên giác á, Bồ Tát quyền thừa, kể cả bốn chúng thanh văn, kể cả được thành Bồ Tát, được thành duyên giác Phật, mình cũng không cầu quyền. Vậy thì cầu cái gì? Chỉ mong cầu được bậc tối thượng thừa, tức là gì? Là thành Phật. Đó. Mỗi lần sám hối là các vị phải đọc cái đó, là đầu tiên cái đó là tiêu chỉ để Phật tử phát đại nguyện. Và đó là nền tảng. Và đó là gì? Đó là bệ phóng cho hướng về của chúng ta. Các vị đại sĩ, trong đó có ôn của chúng ta đã phát nguyện như vậy. Trước khi ngài không có mặt nữa ở trên cái thế giới ta bà này, mình tưởng vậy, nhưng mà thật ra là lúc nào ngài cũng có mặt cả. Bởi vì sao vậy? Ngài nói rằng là hư không hữu tận mà ngã nguyện vô cùng. Cũng như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài phát nguyện cái gì? Chúng phương chứng Bồ Đề. Ở dưới địa ngục đó, các vị biết không, ngài ở dưới được gọi là U Minh Giáo, mà đến lúc nào mà chúng sanh vị tận, tức là nó đã, thì lúc đó con mới chứng Bồ Đề. Đó là chỗ về của ngài, đó là chỗ đến của ngài, và đó là chỗ mà giống như các vị nói rằng trong chánh mau hết khóa tu này con về nhà con ngủ, con ngủ và thỏa mãn. Cái chỗ về của mình là cái chỗ về rất là dễ thương vậy đó. Nó rất là gì? Nó phàm phu lắm. Cho nên nghĩa là nhà thơ Triều Tâm Ảnh, các vị biết không, nói nhiều câu chúng tôi nghe rất là tâm đắc, bởi vì nó ở trong tâm trạng của mình. Mà ngài cũng là một vị cao tăng, người nói một kiếp làm người đã mệt, nói làm chi những chuyện cao vời, ngẩng đầu, đầu ngẩng lên chỉ cao mấy thước, ngó lên thì đâu bao nhiêu đâu. Cho nên mới nói rằng nghĩa là xin thưa, xin hỏi, mây trắng hỏi đường qua thôi. Và ngài nói rất rõ ràng trong thân phận con người chúng ta. Ngài nói nghĩa là tai tôi ngắn không có với từng xanh thẳm, tức là cái tai của mình nó ngắn không thể nào với tới trời xanh được. Mắt tôi mờ không thấy lý vô biên, tàu vĩnh cửu đã đông người quá lắm, còn riêng tôi xin trót phận vô duyên. Bao lầm lỡ của quãng đời niên trẻ, mây và sương còn phủ bụ đường dài. Thế hiểu không? Tức là trong một cái quãng đời trẻ mình đã đi qua tới bây giờ đó, là mình biết bao nhiêu lầm lỡ, ai giải thoát, còn riêng tôi chưa thể. Bởi vì sao? Chút hơi người còn vương vướng tóc mai. Các vị chỗ nào cũng còn có một chút hơi người, còn thích một chút nào ngon, còn thích chút nào thơm thơm, còn thích một chút nào êm dịu, còn thích chút nào láng láng, còn thích chút nào mà cái phần mỗi sáng mình đi cái mình phải sửa tới sửa lui, coi lại, coi cái mái tóc, coi cái chân mày, chút hơi người còn vương vướng tóc mai. Nhưng mà những cái phân đoạn sau ngài nói rất là cảm động. Một kiếp
làm người đã mệt thì còn hơi đâu mà nói chuyện xa vời. Tập thương người suốt đời chữa hết, bởi vì cuộc sống đâu có treo lửng giữa trời. Và dù cố gắng cách mấy, chúng ta chỉ tập chỉ 4 cái thôi. Tập gì? Tôi cố gắng mà ước chừng quá tệ. Tập học đứng đi, học ăn nói ngồi nằm. Các vị nghe có bao nhiêu không? Môn Quy Nghi Sa Di tức là suốt cả một hành giả của người xuất gia chỉ có những con đường đó thôi. Tức là học đứng đi, ăn nói ngồi nằm. Đó, hồi nãy Thượng tọa trụ trì Quảng Đức nói gì? Ngồi không thôi đó. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Phải không? Mà cái này chỉ nói ngay là chỉ có này nữa là 4 cái đó mà học suốt đời học hết. Và kể cả ngày tu rất lâu rồi mà ngài nói rằng là tóc đã bạc dần, xương xanh cũ. Tóc nó đã bạc rồi. Giống như chúng tôi bây giờ, các vị biết ở trong chùa tới bây giờ là đã gần 70 tuổi rồi, bây giờ tóc đã bạc, cái tuổi xương nó hết rồi. Tóc đã bạc dần, xương xanh cũ. Nhưng mà kinh thư còn chỉ mò mẫm mấy trang ngoài thôi. Cả một tam tàng kinh điển, biết bao nhiêu kinh điển. Trong khi đó ôn đã viết và đã dịch, đã chuẩn bị biết bao nhiêu. Mà thật ra mấy chục năm của mình chỉ mới mò mẫm mấy trang đầu. Các vị thấy để biết bao nhiêu tạng kinh. Nhưng mà kể cả những vị tu sĩ chưa hắc, chưa chắc là được. Nghĩa là 10 phần thì chỉ có được 1 phần có thể đọc được 1 phần nữa của tạng kinh. Có nhiều vị có thể tu tới 10 năm, 20 năm mà chưa đọc hết một quyển của tạng kinh. Cho nên nghĩa là trang kinh còn chỉ có mò mẫm mấy trang đầu. Và vậy cho nên nhiều khi đêm thức giấc cũng thấy mình tủi hổ. Tủi hổ. Hoa sông thưa đã khuất nôn đỏ. Chúng ta đã về xế chiều rồi, đã già rồi. Nhưng mà sâu xa hơn, cái chữ hướng về của ngài giống như các Phật tử đang huân tu này. Thi sĩ Triều Tâm Ảnh, tức là ngài Giới Đức, ngài nói rằng là Phật vẫn chờ con cuối đường đấy chứ. Con về sao? Hoa có nở liên đài, con thèm lắm một nụ cười giản dị. Đấng cha lành đâu phải của riêng ai. Đức Phật không phải là của riêng ai cả. Và ai cũng có Phật cả. Cho nên bây giờ dù mình có về trễ, về muộn, về sớm, thì ngài hỏi một câu rằng Phật có chờ con cuối đường đấy chứ. Con về sao hoa có nở liên đài, con thèm lắm một nụ cười giản dị. Nụ cười thật sự giản dị. Hình ảnh mà của Đức Phật và cái nụ cười của Đức Phật là nó không phải là cái bằng cố gắng, không phải là sửa, không phải là chuẩn bị. Không phải là cười gì, không phải là cười duyên, không phải là cười trừ, không phải là cười mỉm chi. Nhưng một nụ cười rất giản dị, mang tính gì? Bình an của nội tại. Bình an của nội tại. Cho nên nhiều khi mình ngồi cái mình sám hối, mình nhìn mình chổng khu, mình lại cái 108, mình nghĩ trời nó khổ cực ghê lắm, mệt mỏi, đổ mồ hôi sau nước mắt vậy. Phật đến ngồi nhìn thấy tội nghiệp, thấy dễ thương quá. Với giống như là tội mà lội xuống sông, chổng mồ mông lên trời chắc hết tội, cho nên mình cứ nghĩ rằng mình lại cho nó hết. Nhưng mà không, lại vậy để thấy rằng nghĩa là con còn quá nhiều ngã nhân, con còn quá nhiều tham sân, con còn quá nhiều nghiệp chướng. Cho nên con cuốc, con đào, con cuốc, con đào, con bới hồi nào mà một mảnh đất tâm con nó thật là mềm, nó thật là cái bằng nghĩa là nhuần nhuyễn rồi. Lúc đó con mới nhận được những cái dòng sữa pháp nó tưới tẩm vào, nó mới lên những cái cây, những cái hoa giác ngộ. Đó là sám hối. Chứ không phải là cái bằng Phật ngồi trên rồi đếm coi nó lại thiếu kìa, nó lại có gì. Thay vì 108 lại có 106 à. Đó vậy đó, ngài không có đếm cái đó. Nhưng ngài nghĩa là ngồi rất là thương đàn con dạy, cho nên ngài có một nụ cười rất là giản dị. Bởi vì đấng cha lành không chỉ có riêng, không có dành cho ai hết. Cho nên mình không sợ mất phần. Và như vậy muốn được đến với Phật, chúng ta phải có gì? Phải có một cái đại nguyện, và phải có một đại bi tâm, một cái chỗ mà giống như là ngài A Nan vậy đó.
Tức là trong Thanh Văn Thừa, Ngài A Nan đã phát nguyện rằng đó là ngũ trược ác thế thệ tí nhập. Và Ngài Địa Tạng, tức là trong hình ảnh của Bồ Tát, tức là cái bằng chúng sanh vị tận thì phương chứng Bồ Đề. Và trong bài nghĩa là sám phát nguyện, các vị thấy rằng qua cái hình ảnh, qua cái lời mà cái bằng di ngôn, di chúc để lại của ông Tuệ Sĩ rằng hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Và các vị nhớ trong cái bài sám nguyện mạng đi dịch ra đó, hư không dù có chuyển di, nguyện con muôn kiếp không hề lung lay. Nghĩa là nguyện đến mức độ nghĩa là hư không có thể là thay đổi, có thể di chuyển, nhưng mà nguyện con muôn kiếp không có hề lung lay. Và mục đích để làm gì? Giống như mình nói rằng là không có cầu thanh văn duyên giác, nãy chí quyền thừa Bồ Tát, chỉ quy y duy nhất là các bạn đạt được tối thượng thừa, tức là thành Phật. Cho nên cái mà nguyện cầu mình gọi là nguyện cầu, mà cái ước nguyện của mình vậy, cái chí hướng của mình gọi là hướng về của mình, nó phải đi đúng cái đạo lộ thì các vị mới thực sự đạt được sự bình an. Và muốn như vậy thì đầu tiên các vị phải gì? Phải buông, phải bỏ, phải xả được cái mà chúng ta đang phải một bên thì nắm giữ. Tức là cái bằng chúng ta chỉ có gì? Chúng ta chỉ muốn hưởng quả mà chúng ta không có tu nhân. Trong khi đó thì các ngài đó lại là tu nhân. Các ngài tu nhân. Cho nên trong lúc các ngài tu là các ngài đã phát một cái đại nguyện rất là lớn vậy. Lớn đến mức độ là mình thấy rằng đó là không thể nào tưởng tượng được. Kể cả sinh tử bản thân của các ngài, và kể cả nghĩa là cái dòng sinh mệnh mà con người thương tiếc này, coi như là cái bằng gió bụi mà thôi, dọc đường gió bụi mà thôi. Và cái lời phát nguyện của một vị đại sĩ hay là của các bậc Bồ Tát cho chúng ta có một cái lời dạy thâm sâu rằng nếu mà chúng ta không có đủ chí hướng để phát được cái đại nguyện như vậy đó, thì tất cả mọi cái hành động, mọi sự tu hành chúng ta, nó chỉ giống như mình gọi là cái bằng quề vốn thôi. Tức là cái bằng trốn khổ tìm vui. Tức là nói một cách khác là bây giờ bởi vì thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết sao là khổ, biết sao vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Đó, thì mình nói vậy thì nó chỉ mang tính nghĩa là cái bằng chỉ lấp liếm tạm thời, mang tính tiêu cực, chưa có vượt thoát được cái con đường nghĩa là phải buông bỏ thực sự. Kể cả chúng ta ước ao một cảnh giới tịnh độ, chúng ta muốn về một cái chỗ tịnh độ để được nghĩa là an nhàn, để được nghĩa là hạnh phúc vì có chư Phật hộ niệm, có chư thiện tri thức, mà chúng ta sợ hãi trần gian này. Nhưng mà chúng ta quên rằng nghĩa là cả một quá trình để từ đây chúng ta về tới tịnh độ, chúng ta đã chịu ơn biết bao nhiêu người. Cho nên thi sĩ mà Triều Tâm Ẩn có nói nữa là một kiếp làm người chưa đi đã mỏi. Chứ không phải là coi như là mình đi quá trời, đi mệt quá nên bây giờ già hết muốn đi rồi. Cho nên nghĩa là mới đầu hồi xưa thì nói là cái thời xưa, hồi thời con còn trẻ, hồi thời nó khó khăn lắm, hồi thời chống Pháp, qua chống gì? Chống Pháp, chống Tây, chống Mỹ, bây giờ tới chống gậy rồi. Cho nên giờ mỏi mà không đi đâu, kêu đâu cũng đi trơn, nó đi tu cũng đi không nổi nữa. Nhưng mà Ngài nói một kiếp làm người chưa đi, không đi cũng mỏi. Chữ nhân thường viết mãi vẫn run tay. Các vị chỉ có một chữ thôi. Chữ nhân thường viết mãi vẫn run tay. Môi bập bẹ. Tại sao tới già rồi mà vẫn còn bập bẹ? Môi bập bẹ vì sợ mình lầm lỗi, làm sao đương những đại sự cao dày. Tức là cái vị này đã nhìn thấy được cái sự tự thân, cái sự tu tập của mình có thể thấy một cách nữa là sâu xa như vậy. Và Ngài nói một cái câu cuối cùng trong cái phân đoạn cuối cùng, một kiếp làm người. Các vị biết một kiếp làm người của mình đó, thành người đã khó, sao dám đương những đại sự cao dày. Xin cúi lại cả trần gian khốn khổ, cả cuộc đời cứ mang mãi tai ương. Cúi lại cả trần gian khốn khổ. Bởi vì sao vậy?
manh áo mặc đã bao dung biết mấy, miếng cơm ăn đã lụy đến bao người. Ai khổ nhọc, ai nhỏ giọt bên nương cài ruộng cấy, thì ta đâu tự tại một riêng mình. Đó là hình ảnh của ông. Những người ra biển nghĩa là cho đất vẫn lưng cho trời, phải trái đen, phải khổ sở, đi sau con trâu cái cày, những người nông dân, những người buôn tần bán tạo, để lấy được thực phẩm, để chia sẻ và tạo thành cuộc sống chúng ta. Và nhất là những đàn na tín chú cũng dường những người tu hành, thì rõ ràng rằng thì ta dám đâu tự tại một phương trời. Không thể tự tại được, không thể an hưởng được, không thể núp bóng từ bi tìm cách sống được. Không thể nói vào chùa là cái phần tu là an thân lập mệnh, sáng là cái phần tụng một thời Lăng Nghiêm, trưa là tụng một thời kinh A Di Đà, hay là chiều tụng A Di Đà, rồi nghĩa là buổi trưa cúng ngọ này kia, coi như làm bổn phận thỉnh chuông là xong. Không phải. Tức là chúng ta đang tích lũy những cái gì? Những cái mà chúng ta sẽ đa mang rất là nhiều nợ nần với chúng sanh. Chúng ta mượn tất cả cả một môi trường sống để chúng ta sống. Chúng ta phải làm gì? Và muốn làm được cái mà gọi là hướng về đúng nghĩa thì rõ ràng là chúng ta phải đi theo con đường mà của ông đã phát nguyện. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Còn nếu không thì tất cả chúng ta bị lừa dối chúng ta. Chúng ta cứ nghĩa là cái bằng lừa dối ru ngủ. Kể cả nghĩa là nếu những người xuất gia mà làm một chùa lớn, làm hoàn chỉnh xong rồi mà an nhiên thị tọa, nghĩ rằng coi như là làm gì là quá rồi, còn gì nữa. Và mọi người ai cũng khen thưởng coi như là mình đã thành công. Giống như mà Thượng Lão trụ trì vừa nói chúng tôi, muốn ngôi chùa để làm gì? Nếu mà cảm thấy đó là một sự thành tựu, nó không có nhầm gì, nó chỉ là những cái gì, những con số, những cái vật chất, và coi như là mình làm một cái người gì, một người làm công thôi. Mỗi ngày giống như người chăn bò vậy, đếm bò cho chủ, nhưng mà tư lương mình có thể không đạt được điều gì. Chỗ này là chỗ quan trọng nhất của người học Phật. Thế nên những hành giả hôm nay trở về đây để chuyên tâm, để tu tập, hay là để tìm một chỗ về, thì các vị thấy rằng cái phát nguyện, cái chí nguyện trở về của mình, kể cả về Tây Phương tịnh độ an lành đó, nó mang mục đích gì? Để sợ khổ, để tìm vui, hay là để vì một cái đại nguyện rằng đó là cái gì con cũng không cầu, kể cả lên tới thiên giới, kể cả nghĩa là thành tới Bồ Tát con cũng không muốn. Con muốn thành Phật. Nhưng mà thành Phật để làm gì? Để độ tận chúng sanh. Cho nên từ cái ý niệm này chúng ta mới thấy rằng việc mà tu hành của mỗi hành giả nó không ở đâu xa cả. Nó ở gần chúng ta. Nó ở gần chúng ta. Và nó ở trong từng cái mà mình phải học, phải đứng đi. Kể cả nghĩa là mình nói rằng là tập thương người thôi, suốt cả cuộc đời mình cũng thương chưa hết. Các vị thấy rằng chỉ có nghĩa là riêng cái hơi thở chúng ta thôi. Chỉ một cái hơi thở mà đã thấy người, đã thấy mình nó quá nặng rồi. Mang cái hơi thở không đã thấy là quá nặng rồi. Nhất là những người già. Cho nên lên cái dốc rồi các vị thấy sao? Giờ đi về này nè, thấy tội nghiệp. Mang hơi thở cũng thấy mình nó quá nặng, còn nói chi cơm áo với phàm duyên. Chỉ riêng hơi thở không cũng đã thấy rằng là nó đã nặng nề vậy rồi, nói gì đến những chuyện mà cơm áo với những cái là phàm duyên, tức là những thị phi nhân ngã nữa. Cho nên đừng có mang nữa. Chỉ có khi nào mà các vị nghĩa là buông bỏ, thực sự các vị muốn buông bỏ, thì cái đời sống các vị mới gì, mới có thể được tự tại. Và chỉ có khi nào các vị buông bỏ thì
khi chết đến các vị mới được giải thoát, mới được bình an. Nhưng nếu mà lúc nào trong hiện tại các vị thấy rằng mình chưa thể buông bỏ được, vì mình muốn sở hữu, muốn nắm giữ là gia đình của mình, tình cảm của mình, thầy của mình, chùa của mình, tổ chức của mình, niềm tin của mình, bất cứ cái gì, kể cả là niềm tin, nếu mà các vị nắm sai lầm rồi các vị cứ nghĩ rằng nó là cái gì đó để mình phải gìn giữ, thì chắc chắn cũng giống như chiếc còng nó dù bằng vàng 24, nó cũng chỉ là chiếc còng mà thôi. Làm thế nào để các vị có thể nhìn thấu suốt của nó? Và chỗ này là ý hiển quan trọng nhất của người học Phật, để có thể tìm được chốn về một cách thực sự là tự tại. Cho nên bao giờ mà các vị thấy rằng những gì mà mình thấy rằng khó buông bỏ và khả năng buông bỏ của mình kém, nói rằng là chẳng hạn bây giờ mình nói rằng là con có cái tánh nghĩa là cái bằng ghiền uống cà phê đó, mình biết rằng mình ghiền uống cà phê, và mỗi lần mà uống cà phê rồi đó thì mình khó mà bỏ lắm. Tới cử là nó đòi, chẳng hạn vậy, đơn giản vậy thôi. Hay là những người mà ghiền thuốc lá, tới giờ là nó cái bằng nó muốn ông lên bà xuống rồi. Và mỗi lần nghĩa là khi mình muốn ông lên bà xuống đó, ai mà đi ngang qua mà họ nghĩa là hút thuốc rồi mình nghe trời ơi nó phưởng phất cái gì đó làm cho người của mình nói đó, thì các vị biết là mình đã đang bị lệ thuộc, đang bị nô lệ. Và bây giờ làm thế nào để buông bỏ trong nó, mình buông bỏ được nó bằng cách nào? Cái gì mà mình thấy rằng khó khăn mà mình nghĩ là buông bỏ, thì các vị đừng sở hữu những cái gì khó buông bỏ. Tức là đừng những cái gì mà khó buông bỏ. Chẳng hạn mình biết rằng cái món này nó ghiền rồi chắc bỏ không được, cho nên làm ơn đừng có tập ghiền. Đó, ví dụ mình nói rằng con mắt mình nó kỳ lắm, hễ thấy sắc rồi có làm như nó cứ đi theo hoài, thì mình biết rằng cái này khó buông bỏ lắm, cho nên làm ơn làm gì, đừng cứ theo, đừng có nhìn, đừng có nhìn, bởi vì hết nhìn thì nó đi tới nó sỏi điện thoại, và nó sẽ tạo cách nó làm duyên, làm quen. Và như vậy cũng đồng nghĩa rằng chúng ta biết rằng cái gì mà chúng ta không có khả năng buông bỏ thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào tự tại, không thể nào được giải thoát khi sống cũng như khi chết. Vậy thì mọi quyết định đó là do bản thân của chúng ta, hướng về cũng như vậy. Các vị thấy rằng cũng là nhà thơ Vũ Hoàng Chương, ông ta nói một cái bài thơ rất là hay. Cái bài thơ vừa rồi các vị nghe đó, tức là cái bằng thiền, thiền ở thiền, theo gió hay lên đên, không biết về đâu. Có lúc tâm trạng giống như mình gọi là cô hồn vậy. Nhưng mà có lúc nữa là ông ta làm bài thơ nó khác đi. Bài thơ nó khác đi. Tức là cái bằng nói lên nghĩa là có vị trí, tức là nói lên cái sự buông bỏ. Nói lên vị trí, nói lên sự buông bỏ. Như thế nào? Tức là để coi... Bài thơ đó nó có một cái đoạn như thế này, nghĩa là lang thang từ độ luân hồi. Tức là mình đã lang thang từ độ luân hồi, vô minh nẻo trước xa khơi dậm về, trong ra bến thảm bờ mê, nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương. Nhưng mà ta vang cát bụi bên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Tức là cái bằng dù nó là dơ dù là sạch thì nó cũng không có muốn mang, không có muốn giữ. Bởi vì hễ thích sạch thì gì? Ghét dơ. Vậy thôi à. Có nhiều người ưa sạch thì ghét dơ lắm, sợ dơ lắm. Thấy cái người nghĩa là cũng như là, còn có nhiều người mà cái bằng thích dơ thì không cần sạch. Vậy thôi. Nó ngược lại luôn luôn, mà hai cái đó đi đôi, nó không có rời nhau được. Cho nên vì vậy nếu mà chúng ta còn một mục tiêu, tức là còn một cái chỗ bám víu á, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị đối đãi, chúng ta sẽ khổ. Cho nên nghĩa là nói rằng tìm vui thì chúng ta đã tự mình tìm khổ, vì nó không có rời với nhau được. Kinh Bát Đại Nhân Giác đó, không phải kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật kể câu chuyện mà khi chúng tôi đi học là rất là tâm đắc, tức là nói rằng là
mỗi lần mà nàng công đến đâu là cái người ta mời vô, bởi vì nàng đến đâu là cái phước báo đến đầy đủ, tiền bạc cái gì cũng vô hết, tức là hên lắm, gọi là công đức đại thiên. Ừ, cho nên ông kia ông vừa thấy nữa là nàng đi qua là ông mời vô, mở cửa dọn nhà mời uống nước. Thì lúc đó ở ngoài có một cái mặt đen thui xấu xí đứng ngoài, nó trời ơi cái này ghê quá, nó tên nàng tên gì, nó tên tư là Hắc Ám. Nó Hắc Ám, tôi đi chỗ khác đi. Nó làm sao ông cô tôi đi được, bởi vì chị tôi ngủ đổng mà, chị tôi là công đức đại thiên mà tôi là Hắc Ám. Cái ông vô ông hỏi phải không, phải ngồi người ngoài là cái bằng là em của nàng, của cô hôn, nó đúng rồi, đó là em ruột của tôi đó, nó không rời tôi. Mà Hắc Ám đi tới đâu thì gây tai họa xấu xí và làm khổ đau cho người khác. Cho nên đó là ông này ông suy nghĩ, các vị phải không, ông suy nghĩ hoài không biết làm sao bây giờ. Hãy mời công đức đại thiên ở thì nó vô phước báo, nhưng mà các ông này, bà này cũng đi theo. Cho nên nghĩa là rồi các vị phải không, cái nó ảnh nghĩ rằng thôi bây giờ mình cũng chịu đi thôi, thà rằng nghĩa là cũng thà một phút huy hoàng rồi chặt tắt ấy. Cho nên nghĩa là ông mời cái công đức đại thiên ở lại để ông phải chịu cái sự khổ đau. Nhưng mà rồi có một người khác cũng vậy, khi mà công đức đại thiên tới cũng mời, hỏi ra là Hắc Ám thôi, thì ông này cũng từ chối hết cả hai. Từ chối hết cả hai, nói thôi thôi nàng làm ơn đi giùm luôn. Công đức đại thiên đi cũng đi, mà Hắc Ám cũng đi, bởi vì tôi không có muốn hạnh phúc mà tôi không muốn khổ đau. Đó là gọi là hạnh phúc là cũng gì, đội chiếc mũ khổ đau. Và như vậy chúng ta thấy rằng hình ảnh của các ngài, những cái lời đại nguyện cứ hướng về đó, nó cho chúng ta một cái chí hướng, nó cho chúng ta một cái niềm tin, và chúng ta có một sức mạnh, và coi như đó là một cái kim chỉ nam, một cái mà làm cho chúng ta phát một cái lòng đại nguyện. Bởi vì chúng ta nhìn lại con người của ngài rất là ốm yếu, rất là mong manh, và toàn bộ cái mà mình gọi là mình phải bảo vệ cái thân, bảo vệ cái tứ đại giả hợp này chỉ là một bộ xương thôi, và được kết nối bởi da thôi, nhưng mà chúng ta cứ phải chăm sóc, cứ phải chọn lựa, cứ phải xăm xe, rồi cứ phải phiền não, cứ khổ đau, hữu thân hữu khổ. Mà các vị biết rằng nguyên trong một cái thân thể của chúng ta là nó là một ổ vi trùng đủ loại hết trơn, và đặc biệt là cái bằng được gọi là bốn con rắn tứ đại, tức là đất nước lửa gió, nó vui buồn, nó cắn lộn với nhau, nghĩa là nó làm lung tung hết. Hôm nay khỏe, ngày mai nhức đầu, rồi mốt thì nghĩa là có lúc tỉnh táo, rồi qua hôm sau thì chóng mặt say sẩm, ai cũng vậy hết trơn. Và làm thế nào mà để chúng ta sử dụng cái vỏ, cái xác thân tứ đại của bất tịnh này mà chúng ta có thể phát được một cái lời đại nguyện để đi theo con đường, để tìm cái hướng về được gọi là đích thực. Đây gọi là hướng về đích thực. Như vậy cái hướng về đích thực mà chúng tôi muốn nói hôm nay đó, để chúng ta thấy rằng là bản thân của chúng ta ai cũng có khả năng đó hết. Và các ngài tới những bậc đại sĩ này là những ngọn đuốc, những tiếng chuông. Và mỗi lần mà các vị biết là nếu mà các ngài mất đi như vậy thì chúng ta thấy rằng ngài cũng là một con người sinh ra một cái đất nước rất là khó khăn, trên một cái vùng mình gọi là Hạ Lào, đi lên trên đó tức là cái bằng đường chính Nam Lào, là một trong những nơi chiến sự khốc liệt, có người sống không nổi, và sau này bị Mỹ thả bom, mình gọi là bom bi, bom napalm, làm vàng da đó, chất độc màu da cam, là nguyên một con đường là cam lộ khai sinh. Nhưng mà tạo ra một bậc đại sĩ như vậy tại vì sao vậy? Cũng đồng thời là một chúng sanh sinh ra, nhưng mà ngài đã đi đúng hướng về của mình để hướng dẫn cho chúng ta. Đó là gì? Đó là đại nguyện. Và đại nguyện nó không phải vì mình mà vì tất cả chúng sanh. Cho nên chính chỗ này là chỗ mà chúng ta sẽ học tập và chúng ta đi tìm cái chỗ mình gọi là chiều sâu nhất của một hành giả. Bởi vì nếu chúng ta cũng như mọi người đó, mỗi lần chúng ta có mặt ở đời này như tất cả mọi người, một ngày nào đó rồi mình sẽ nằm xuống trên chuyến tàu, đi chung một chuyến tàu, một toa tàu, chẳng biết ai xuống ga nào trước. Vậy thì chúng ta suy nghĩ rằng cũng giống như chúng ta, nhưng mà tại sao sự ra đi của ngài nó là một sự luyến tiếc, một sự mất mát, một sự hoài niệm, một sự đau đớn cho nhiều tâm hồn? Bởi vì sao?
được gọi là mất mát, bởi vì cũng có những người có mặt trong cuộc đời này, nhưng mà khi họ không tồn tại trong sắc thân tứ đại nữa, chúng ta thấy rằng nó mất đi một cái sự mất mát quá lớn, một khoảng trống quá lớn, không có gì có thể bù đắp được hết. Cho nên nhà thơ Thoại Khanh đó, khi mà một vị đại sư sư mà mất đi đó, ông làm cái câu thơ cảm tán như thế này: rừng còn cây bỏ đi đâu, rừng còn cây bỏ đi đâu, cây to tróc gốc không héo rầu thiền lâm. Cây to nghĩa là tất cả các bậc đại sư này giống như là cái đại thụ, mình gọi là cái bậc bóng mát cho chúng sanh. Rừng còn cây bỏ đi đâu, tức là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và giáo hội trên toàn thế giới Phật giáo vẫn còn đó, nhưng mà cây bỏ đi đâu. Và khi mà Ngài nằm xuống thì giống như một cây to đã tróc gốc, đã làm nghĩa là héo rầu cho cả thiền lâm, tức là cả làm nguyên cả một giáo hội đau sầu. Cái rừng thiền nó đau sầu, tại vì sao vậy? Cây non chữa kịp nảy mầm. Cây non là những bậc mà vẫn là cây non, vẫn chưa đủ sức để nảy mầm, huống hồ gì là những người chúng ta. Cho nên đợi chờ cho đến bao năm hở trời. Nhà thơ Thoại Khanh cũng làm một câu cảm thán vậy. Đợi chờ, đợi chờ bao giờ mới có được một cái cây mà nó cổ thụ cỡ mà cái bằng lông tượng này chống đỡ cả một ngôi nhà như thế này. Còn chúng ta cũng những người, những chúng sanh mà một ngày nào đó chúng ta nằm xuống, chúng ta đi 100 năm trước, nào đã có ta, 100 năm nữa ta nào đã có, không ai biết mình đi đâu nữa. Tại vì sao vậy? Bởi vì nghĩa là cái sự có mặt chúng ta chỉ là cái mặt góp mặt cho cuộc đời này thôi. Mà có những người góp mặt cũng còn làm vui, còn có những người góp mặt mà làm nó phiền não, làm khổ đau chúng sanh, làm quậy phá. Cho nên trong một cái buổi tiệc mà có những người góp mặt á, thì làm cho ai cũng vui, ai cũng thích. Mà có những người góp mặt trời ơi, thấy nó rầu muốn chết luôn, vừa thấy là coi như tự nhiên thay đổi không khí, mất vui. Đó. Cho nên mình cũng không biết, mình tự lượng, mình tự hỏi được sự góp mặt mình trong cuộc đời này 60 năm, 70 năm là cuộc góp mặt như thế nào. Và một mai mình không còn nữa, nó không phải là mất mát mà vắng mặt mà thôi. Mà cái sự vắng mặt bình thường mà không đóng góp gì được hết trơn, thì cái đó gọi là cái bằng sự góp mặt của mình ra đi là một sự vắng mặt mà không tên tuổi, chẳng ai biết nữa hết. Nhưng mà đối với những bậc tôn sư hay là những bậc đại sĩ như Ôn là một sự mất mát lớn lao. Tại vì sao vậy? Là ông đã đóng góp cho cuộc đời, đóng góp chúng sanh, đóng góp cả tài năng, cả trí tuệ, cả đại nguyện, không phải một đời mà cho hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Cho dù hư không này nghĩa là cái bằng có một cái chỗ cuối cùng, nguyện của con cũng không hết. Đó, đó là cái điều đặc biệt để các vị thấy rằng đây là một sự đóng góp không thể nào thay thế, không thể nào so sánh được. Bởi vì hiện nay chúng ta có hàng trăm ngàn vị tu sĩ Phật giáo, nhưng mà tìm đâu được một cái vị mà có thể là có cái sự có mặt của các ngài là cái bằng một sự đóng góp cả một cái bằng tam tạng pháp sư, cả một tàng kinh. Và cái điều đặc biệt các vị thấy rằng cái bằng cái hình ảnh của ngài, cái lịch sử của ngài, và kể cả một cái tiểu sử, một cái hành trạng của ngài, không có bằng cấp gì đó, đâu có cần phải mà cái bằng là phải dán cái mặt nữa là doctor PhD đi. Tuệ nó nằm ở trong đó, tuệ giác của đạo Phật nó không nằm trong cái PhD, cái tiến sĩ. Bởi những người tiến sĩ, những PhD, những thạc sĩ, những giáo sư cũng phải làm đệ tử của gì, những bậc đại trí, những tỳ kheo, những bậc thiền sư. Cho nên ngài
học ở Việt Nam. Đó. Ra trường, xong rồi là phong hàm giáo sư trẻ nhất trong giới tăng sĩ. Các vị cứ nhìn thì để thấy rằng là ở đây nó không nằm ở trong cái việc bình thường mô phạm, mà ở đây nó nằm ở trong chỗ gì? Ở chỗ cái tuệ giác của Ngài. Và chính cái đại nguyện đó, chính con người đó, không có một cái gì mình gọi là cái bằng hình thức màu mè cả. Cho nên các vị cứ nhìn, đa phần các vị thấy không? Không biết là chắc chắn không có, chúng tôi nghĩ như vậy. Chúng tôi đọc nhiều tài liệu, coi nhiều tráng hình, nhưng mà không thấy cái hình nào Ôn Đội Mão Từ Lư Hiệp Trưởng cả. Một tu sĩ rất là... Có gì con? Vậy lúc đó con nghĩ là thầy nói như thế, con nghĩ là lúc mà Đức Phật mất đi, thì con nghĩ cái Đức Phật là ăn ngang là tất cả cái thầy đang đến như thế nào. Cho nên cái mà Đức Phật tử nói rằng khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan với các đệ tử mất mát quá thì không thể nào thay thế được. Dĩ nhiên là đấng đại sư rồi. Thì ở đây chúng ta cũng như vậy, trong tâm trạng chúng sanh. Thì cái hình ảnh chúng tôi muốn nói rằng cái bằng con người, nghĩa là có thể buông bỏ được tất cả, buông bỏ luôn cả, nghĩa là cái bằng hình thức, buông bỏ luôn cả sinh mạng, chỉ với một đại nguyện, với một hướng về. Mà hướng về đó không phải là kêu mà để chỗ, mà cái đến cái đích đến là kêu mang lại tuệ giác cho tất cả chúng sanh, để mọi người đồng thành Phật đạo. Đó là hướng về. Cho nên hướng về của Phật tử, những người mà gọi là phát bộ đại đại bi tâm, bồ đề tâm, phải là mục đích cuối cùng phải là thành Phật, chứ không phải là cầu các cái ngôi vị, như là kể cả là Bồ Tát, kể cả là cái bậc Thanh Văn Duyên Giác. Huống hồ gì nói tới cảnh giới của chư thiên. Cho nên cái việc tu học cũng giống như là tu Phật. Hôm nay các Phật tử chúng ta đang có mặt ở đây đã là đang những hành giả, những người nghĩa là đang học hỏi và đang nghĩa là được tưới tẩm trong dòng chảy của giáo pháp. Và tất cả những cái kinh luật luận hoặc những gì mà các ngài đã trọn cả một cuộc đời, cả tâm huyết. Nếu mà các vị coi những cái video cuối cùng có 8 ngày, 7 ngày thôi, ông bệnh mà để ông nghĩa là từ giả thế gian này, mà các vị biết ông còn nằm nghĩa là để một cái iPad để mà chỉnh trang, điều chỉnh lại. Thế là mình gọi là cái bằng hiệu đính lại những cái trang kinh, hiệu đính lại những cái nghĩa là phần tạng kinh mà để lại cho đời. Nghĩa là nằm, bệnh nằm cái bằng biết rằng nghĩa là mình sẽ đã viết di chúc, đã để sẵn lại rồi, nhưng mà vẫn còn nghĩa là làm tới hơi thở cuối cùng. Cũng như Đức Bổn Sư chúng ta, các vị biết không, ngày cuối cùng Ngài đã đi về Câu Thi Na, tức là nơi đó để làm gì? Để độ cho một người đệ tử cuối cùng là ông Tu Bạc Ra, tức là ông đã 80 tuổi rồi. Và khi mà ông muốn đến nghĩa là hỏi Đức Phật, thì Ngài A Nan thấy Ngài đã yếu quá rồi, cho nên nói rằng Đức Thế Tôn đang mệt, đang yếu rồi, bởi vì thân tứ đại này nghĩa là sắp sửa trả lại cho các bụi rồi, cho nên ông đừng có hỏi, đừng có vào nữa. Thì Đức Phật nghe Ngài A Nan nói vậy, hỏi ai, nói rằng ông muốn hỏi đạo, ông muốn hỏi Phật pháp. Đức Phật nói cho ông vào, và ông là người đệ tử cuối cùng, và Đức Phật đã chỉ cho ông nghĩa là giáo lý Bát Chánh Đạo. Trong đó nghĩa là cái điều quan trọng nhất là cái bằng ngoài giáo lý Bát Chánh Đạo không có quả Niết Bàn, không có con đường để đi đến nghĩa là sa môn quả. Bốn không thì cái nghĩa là hư không chân, và ngoài cái không thể có con đường của sa môn quả, tức là thành tựu A La. Điều đó để chúng ta thấy rằng tất cả hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và đã được thị hiện qua các bậc đại Bồ Tát, trong đó có Ngài Thanh Văn Thừa như Ngài A Nan, hay là trong đó là Đức Đại Bi Quán Thế Âm 12 lời đại nguyện, hay là với
48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, hay là của Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương, hay là hôm nay của Ôn Tuệ Sĩ. Chúng ta mỗi lần cứ phát nguyện, cứ phát nguyện đó là, bởi vì chỉ khi nào phát nguyện như vậy, chúng ta mới thấy rằng lúc nào mình cứ luôn luôn giữ cái sự yếu đuối của mình. Bởi vì mỗi lần các vị sám hối, các vị cứ đọc câu này thì thấy rằng là mình sẽ có yếu đuối. Bởi vì chí phàm phu tự lực khó thành, điều gì nữa, cầu đại giác từ bi gì, từ bi gia hộ đó. Cho nên lúc nào mình cũng cứ nghĩ rằng là cái trí của mình là phàm phu, cho nên mình không có thể tự giác, rất là khó thành. Rồi cái là nhiều khi mình phát nguyện rất là nghe mạnh mẽ lắm, dầu phải gặp muôn ngàn gian khổ, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Nhưng mà rồi trời ơi, về vô chùa ăn gì đâu, mình không gì trơn mà ăn chay khổ dữ vậy, không biết cái đạo là cái đạo gì. Phải không? À, rồi vô chùa gì đó mà thấy thầy, thấy mình thầy không dòm, thầy thấy mấy người hình như có tiền thầy dòm nhiều hơn. Đó vậy đó, mình cứ vậy, mình cứ nghĩa là thị phi nhân ngã được mất, cuối cùng mình chỉ phát nguyện, mình chỉ phát nguyện suông thôi, con phát con nghĩa là hết lòng vì đạo hy sinh. Nhưng mà xin thưa các vị, đạo ở đây là gì? Đạo là con đường, là sự tỉnh thức, là sự giác ngộ, là tuệ giác, là gì? Là hiện thân của Ngài Tuệ Sĩ. Đó là đạo. Chứ không phải đạo là gì? Là một chủ nghĩa, là một tôn giáo. Không phải đạo là một bộ phái, một pháp môn. Mà đạo là con đường giải thoát tự thân, hiện tại lạc trú cho mỗi hành giả. Đó là đạo. Nếu chúng ta hiểu sai điều đó, chúng ta cứ nói rằng con quyết lòng vì đạo hy sinh. Mình không biết đạo là gì, tại sao mình phải hy sinh? Mình đã phải Hồi giáo mà nó sẵn sàng vì Thánh A-la mà ôm bôm, phải không? Không phải này như vậy. Cái đạo ở đây có nghĩa là các bạn, đạo là con đường. Mà con đường là gì? Con đường là của hành giả, của sự thực tập. Mà con đường là hạnh phúc là gì? Là trên con đường, là ở đây, chứ không phải hạnh phúc là chỗ đến. Vì vậy cho nên nếu mà các Phật tử hiểu được điều đó, các vị mới thấy rằng cái đạo của Ngài, của Ngài Tuệ Sĩ, của các bậc đại sĩ, các bậc Bồ Tát muốn đưa chúng ta là gì? Là con đường của thực tập, của chánh niệm, của tỉnh thức, của kiểm soát, và được sự an lành ngay trong giờ phút của hiện tại, gọi là hiện pháp lạc trú. Đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Đến để mà thấy. Thấy bằng gì? Bằng tuệ giác của chúng ta. Cho nên bản thân của Ngài, chỉ riêng pháp danh không, là các vị đã thấy rằng bậc đại sĩ bằng tuệ giác. Thân tứ đại nó không có ăn chung gì cả. Dù nhịn đói, nhịn khát, dù bị khổ, bị bệnh, nhưng mà đôi mắt vẫn sáng ngời. Đôi mắt vẫn sáng ngời. Bởi vì đó gì? Đôi mắt là của sự tuệ giác, của sự thông thái, của sự nhìn suốt cả tam tàng kinh điển, không có bị vướng mắc. Và mục tiêu là gì? Là mang lại tuệ giác cho tất cả mọi người, thừa hưởng nhiều thế hệ, để tiếp nối hậu lai, để báo Phật ân đức. Chứ không phải là hướng về của Ngài là để gì? Để thụ hưởng niết bàn, để thỏa mãn, để được bình yên. Cho nên nếu mà các vị đọc thơ của Ngài nhiều chỗ, tại sao mà phải chịu khổ như vậy? Nhưng mà thì giờ chúng ta không có để mà chúng ta chia sẻ những cái trang thơ mà của Ngài đã làm. Và nếu mà các vị hiểu được cái lời thơ của Ngài Minh Đức Triều Tâm Ảnh cũng vậy, nếu mình hiểu được rằng đó là thật ra một kiếp làm người không đi cũng mỏi rồi. Bởi vì cái chữ nhân thường mình gọi là cái bằng học để làm một con người đúng nghĩa, nhân nghĩa lễ trí tính. Học một con người mà có được đầy đủ sự nhân ái, yêu thương, bao dung và sẵn sàng tha thứ, là cái bằng chữ nhân thường viết mãi vẫn run tay. Và cho dù già đến nỗi mình già 70-80 tuổi, môi mình vẫn còn bập bẹ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sợ mình lầm lỗi. Chúng ta rất là dễ gây lỗi lầm. Khi nào mình tự nhận được những cái lỗi của mình,
không nhìn, không tìm kiếm lỗi hoặc là phê phán bất cứ ai, thì tự nhiên mình sẽ an trú và trở lại với con người của chính mình. Và đó là mục tiêu của những người học Phật, mục tiêu của những người là đặt cho mình một cái sức mạnh. Và đặc biệt là tất cả các Phật tử nên tự dặn lòng mình phải đặt cho mình một đại nguyện, một phát một cái đại bi tâm, một đại nguyện tâm. Và chỉ có cái đại bi tâm, đại nguyện tâm đó, các vị mới có thể thắng phục được cái con người được gọi là cái bằng chút hơi người còn gì, còn vương vướng tóc tai. Vì mình biết được rằng cuối cùng rồi, lúc nào mình cũng sẽ thành Phật, cho nên mình nhất định phải đi đúng một con đường, phải đi đúng cái được gọi là đạo lộ đó. Nói một cách khác, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Và chữ hy sinh này là cái bằng con diệt trừ bản ngã, con vượt qua, con buông bỏ những cái mà con khó buông bỏ, để con thực hành con đường chánh niệm tỉnh thức, để cuối cùng tự mình được giải thoát, được tự tại và có một cuộc sống an lành. Nói một cách khác, chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi chúng sanh khác. Khi nào chúng ta có thể không còn nắm giữ một cái gì riêng tư bản ngã của mình, nhẹ nhàng. Nói với Đức Đạt Lợi Ma là gì? Sống bình an thì chết sẽ bình an. Và tất cả mọi cái hạnh nghiệp, tất cả mọi cái việc làm, từ thân, từ khẩu, từ ý của các vị, được kiểm soát, được tu tập, được nuôi dưỡng thành một sức mạnh của đại nguyện, nó sẽ là hướng đến của các vị trong những đời sau. Cho nên hỏi rằng Ngài đã về đâu? Nếu mà cả thế gian này đã và còn đang khổ đau, vẫn còn trầm mê, vẫn còn mệt mỏi, vẫn còn nghĩa là cái bằng vẫn còn vô minh, vẫn còn lang thang bao kiếp sống này, thì Ngài sẽ lại phải có mặt. Có mặt để làm gì? Để khơi cái nguồn tuệ giác, để đi đúng trọn vẹn con đường đại nguyện, rằng hư không dầu có hết đi, nguyện con nghĩa là muôn kiếp không hề lung lay. Bởi vậy nguyện cầu Phật Pháp hay là đạo Pháp xưa nay hoàn thành trí nghiệp vững cây bồ đề. Làm sao mà hoàn thành cái trí nghiệp, tức là cái sự nghiệp của tất cả những người tu Phật là gì? Duy tuệ thị nghiệp, đạt được tuệ giác, thì lúc đó mới có thể bền vững được cây bồ đề, là sự giác ngộ thật sự, là thành Phật của chúng ta. Hôm nay trong cái buổi thăm viếng, cũng như là được có duyên chia sẻ với các Phật tử, chúng tôi chỉ muốn tha thiết là cùng với các vị, bản thân chúng tôi cũng vậy, cũng còn mệt mỏi, cũng còn lôi thôi mấy chục năm ở chùa, nhưng mà thật sự nhiều khi nghĩa là nửa đêm mình thức giấc cũng thấy mình buồn tủi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nghĩa là tóc đã bạc rồi, nhưng mà tất cả những cái trang kinh, tất cả những trang thơ bây giờ mình gần lần mình cứ quên, nghĩa là kinh đó mình cứ quên tới quên lui. Có nhiều Phật tử đi chùa tới 20-30 năm mà rồi bà chú đại bi cũng không thuộc nữa. Rồi nghĩa là cái nói gì đến mà tới Lăng Nghiêm, nghĩa là ai xô bà già bà té bà ra tôi xô, cứ vậy đọc thôi, vậy là nhanh nhất thôi. Chứ bị rồi mới cứ xô ra xô vô hoài, mình không thể nào thuộc được. Mà các vị biết là các ngài này với cái tuệ giác đó, là cái bằng thuộc lòng những bộ đại kinh, thuộc lòng những bộ đại kinh. Mà nếu các vị mà có dịp và các vị qua Miến Điện đó, có những vị thiền sư đó, các vị biết họ thuộc tam tạng kinh điển không sai một chữ, coi như là đem thử bằng máy vi tính thi quốc tế luôn, là cái bằng máy vi tính vẫn không thể nào mà cái bằng nhớ được giống như những các vị thiền sư đó. Cái bằng dở trang số mấy cái gì không sai một chữ. 99% có những thiền sư hiện nay vẫn còn ở Miến Điện, đó là gì? Tuệ giác. Giờ khi chúng tôi qua bên đó thăm cái thứ nó nghèo, nó khổ, và đồng thời mình thấy gọi là nó lạc hậu như vậy, và các ngài nó khắc khổ vậy, cái gì đã làm nên những con người lịch sử như vậy? Họ đã phát đại nguyện, và đặc biệt là đã có thiền định
Để nghĩa là hoàn toàn nghĩa là tâm của họ thanh tịnh giống như là một mặt hồ trong sáng. Cho nên nghĩa là mặt hồ yên tĩnh, bao nhiêu ánh trăng sáng nó đều rọi xuống đó, in vào trong đó, giống như là cái vần ngài A Nan vậy. Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm, cho nên nghĩa là nó vào trong tâm. Còn của mình thì ở trong này nó full memory rồi, nó đầy đến mức độ nghĩa là nhét không được. Cho nên nghĩa là đi đâu rồi cũng quên tới quên lui, cái gì cũng vậy thôi. Chỉ có một cái số điện thoại của mình cũng không nhớ nữa. Bởi vậy tại sao các vị phải niệm Phật hoài? Là các vị phải nắm được cái đó, nắm được cái số điện thoại. Cho nên sau này các vị muốn về Tây Phương, các vị phải nhớ tên của ông Phật mình mới về được. Giống như bây giờ các vị muốn đi về nhà, muốn tìm ai, các vị phải nắm được cái số điện thoại. Nó gọi là trì, nắm một cách chắc chắn. Nam Mô A Di Đà Phật, chắc chắn các vị sao không làm. Còn nếu không, mà các vị nghĩa là giống như ở cái phố này không, ở tại Úc không này không, mà các vị hở một cái ra đường là các vị lạc freeway rồi, huống hồ gì vào một thế giới nghĩa là chỉ còn có một mình mà thôi, thì các vị sẽ đi về đâu, hướng về các vị ở đâu? Các vị phải có một cái đại nguyện rất là dũng mãnh, rất là lớn, tạo thành một bệ phóng, giống như mình gọi là một cái dàn của tên lửa, phóng đi đến tận cùng của trái đất. Giống như ôn phát nguyện hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, để cuối cùng làm gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đó là thành Phật. Cái cuối cùng là như vậy. Và nghĩa là cái hướng về của ông hiện tại đã đưa chúng ta thấy một cái hướng về rất là cái bậc cao quý, rất là rõ ràng, và đã đưa đến tất cả hành giả chúng ta hôm nay. Cho nên mình chỉ đừng có hướng về rằng hướng về của mình là một cái ổ chuột. Hướng về của mình là gì? Nằm có cái gối, rồi nghĩa là cái mở tủ lạnh thấy đồ ăn ngon. Hướng về của mình là gì? Là cảnh này đẹp, cảnh kia du lịch. Tất cả những hướng về đó đều mang lại khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Xin được cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả mọi hành giả chúng ta đều đủ dũng lực để phát đại bi tâm, để phá trừ được cái tự ngã và buông bỏ những cái chấp thủ của bản thân, để đi đúng đạo lộ, gọi là con hết lòng vì đạo hy sinh, không phải vì một tín ngưỡng, một tôn giáo, một pháp môn, một thần tượng, mà vì chính chúng ta, vì tuệ giác của chúng ta. Bởi vì chỉ có duy tuệ mới là sự nghiệp mà các vị cần phải nắm giữ, cần phải thành tựu. Xin được chúc tất cả các Phật tử an bình và luôn luôn tinh tấn trong trí tuệ của đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hết giờ rồi đúng không? Xin lỗi các vị, thật ra thì nếu mà nói tới sáng cũng còn được. Bởi vì cái nghiệp chúng ta gọi là cái nghiệp cầm ca vậy. Các vị biết rằng là hay khi mà máy mà nó nóng rồi thì nó chạy dữ lắm. Nhưng mà muốn nói các vị biết rằng chúng ta nên góp nhặt, tức là chọn lựa cái gì mà mình vừa ý mình và đúng, thì các vị có thể điều chỉnh được cái phần mà thiếu sót của mình. Và những gì mà chúng tôi trình bày hôm nay xin góp nhặt một chút nào đó hương hoa và một chút nào đó nghĩa là tặng phẩm, để góp phần các vị để cùng nhau chọn được một hướng về đi con đường của ông đã vạch ra cho chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi, chúng ta xin hồi hướng. Các vị phát nguyện ha, và phát nguyện thì phải làm ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô cần thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, các vị thấy cuối cùng thệ nguyện phải thành Phật, đó là hướng về của chúng ta.
chứ đừng có nghĩ rằng chỉ về tịnh độ mà thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ thì các vị cũng nắm được cái này thì cũng có được điện thoại rồi. Có được điện thoại để khi các vị nằm xuống không có đi lạc. Chúc các Phật tử một đêm an lành.